Buổi sáng cũng nghĩ xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi nha. Bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngành giao lưu đến anh em. Đây là hoa của cây bạch mai rừng, một loài cây có hoa rất là đẹp. Cái đầu tiên mình giới thiệu anh em là cây bạch mai rừng mã số 1, giá giao lưu là 320 bao ship, một mức giá rất là mềm. Vì hàng đầu năm về rất là nhiều nên giá rất là mềm. Cây này lâu lâu mới có một lần, anh em tranh thủ chốt đơn. Cây này cao tầm 37. Cây tiếp theo là cây bạch mai rừng mã số 2, giá giao lưu là 380 bao ship, cây cốt rất là khủng. Hàng bạch mai rừng thì phân bố đều khắp cả nước từ Bắc vào Nam nên nó cây của nó thì thích ứng tất cả các khí hậu, anh em vùng miền nào cũng có thể trồng được cây bạch mai rừng. Cây này cao tầm 40, cốt đế rất là khủng, giá trị 380 bao ship. Cây tiếp theo là cây mã số 3, giá giao lưu là 400 bao ship, một cây hai thân nở đế gốc ngọn rất là đẹp. Cây rất là ok, một cây thích hợp cho anh em nào đánh chi tàn, một cây chơi bài thế. Bạch mai rừng mình có thể ép ho được, thời gian ép ho thì sau khi lặt quạt lá 1 tháng thì cây sẽ cho ho. Cây tiếp theo mã số 4, giá giao lưu là 370 bao ship. Anh em nào muốn cho cây ho ra đúng dịp Tết thì chỉ cần quạt lá trước 30 ngày thì cây sẽ bắt đầu ra ho đúng dịp Tết. Cây cao tầm 35. Cây tiếp theo là cây mã số 5, giá giao lưu là 380 bao ship. Những cây này mình đã được vào bầu rất là ok. Cây này cao tầm 45. Khi nhận phôi thì anh em có thể giữ nguyên bầu hoặc là phá bầu và trồng vào cát, 100% là cát. Lớp trên mình phủ tro trấu, phủ lớp trên để giữ ẩm. Khi sau khi trồng xong thì dùng túi ni lông bọc kín cả cây và chậu. Thì cây chưa tới 10 ngày thì sẽ đâm mầm. Cây tiếp theo là cây mã số 6, giá giao lưu là 400 bao ship. Cây bạch mai rừng là một dòng cây rất là dễ sống và thời gian đâm mầm rất là nhanh. Những cây hôm trước Tết mình giao lưu anh em thì những cây đó đã đâm mầm rất là mạnh, đã ra rất là nhiều lá. Cây này cao tầm 35, giá trị 400 bao ship toàn quốc. Hàng bạch mai rừng sẽ không có thường xuyên nên anh em tranh thủ chốt đơn. Cây tiếp theo là cây mã số 7, giá giao lưu là 420 bao ship. Cây này đã cho những mầm non, cây rất là dễ sống, thời gian đâm chồi cũng rất là nhanh. Cây này cao gần 40, cây cốt rất là to. Hầu như bạch mai rừng tỷ lệ sống là 100%, chưa thấy trường hợp cây bạch mai rừng nào chết cả. Cây tiếp theo là cây mã số 8, một cây thoát thân cũng khá cao, cây rất to, giá giao lưu chỉ 350 bao ship. Đây là những lính đang đào ngũ. Cây khá to, chiều cao là 40.
cây tiếp theo là cây bạch mai mã số 9, giá giao lưu là 400 bao ship, một cây cốt siêu khủng. Phần này anh em có thể tận dụng đắp rêu hoặc là ghép đá vào sẽ rất là đặc biệt. Cây chân đế độc đáo, dàn chân rất là hay, cao quái. Cái này anh em ghép tiểu cảnh thì giống như một ngọn núi. Này có thể dùng ghép đá mini và phủ thêm lớp rêu thì sẽ rất là đẹp, rất là độc. Giá giao lưu khá là mềm. Và cây tiếp theo giá trị 370 bao ship, một cây thích hợp cho anh em nào chơi cây bài thế, cây nở đế và quất ngọn, có một phần co rất là hay, giá trị 370. Cây tiếp theo là cây bạch mai mã số 11, cây này đã cho những chồi non, cây cực kỳ dễ cho đâm chồi, chưa tới 10 ngày thì cây đã đâm chồi rất là mạnh. Cây mã số 11 giá giao lưu là 380 bao ship. Cây có chiều cao là 25. Cây tiếp theo là cây mã số 12, cây này cũng có một vài chồi non, giá giao lưu là 400 bao ship. Những chồi non đang đâm. Một cây tông cao. Cây có chiều cao tầm 45. Mức giá rất là mềm so với lô hàng đợt trước. Cây tiếp theo là cây mã số 13, giá giao lưu là 420 bao ship. Một cây rất là dáng thế rất là hay. Cây cốt khá to. Thân phía trên liền lại tạo ra một lỗ trống đặc biệt, rất ok. Cây dáng quái. Cây tiếp theo là cây mã số 14, giá giao lưu là 380 bao ship. Cây hai thân lắc lượng rất hay, cây có chiều cao tầm 40. Cây này anh em đánh dây thì rất là hay, rất là dễ chơi. Cây có phần lụa thép âm thân. Cây tiếp theo là cây mã số 15, giá giao lưu là 420 bao ship. Cây cốt rất to khủng. Chốt cành đóng rất là khéo. Cây bạch mai rừng thì thích hợp mọi khí hậu, mọi vùng miền. Nên anh em miền Bắc có thể chơi bình thường. Cây có chiều cao là gần 60. Lính đào ngũ đã trở về, rất là chuyên nghiệp. Cây dáng rất là ok. Cây tiếp theo là cây mã số 16, giá giao lưu là 420 bao ship. Một cây hai thân rất tuyệt. Cây có chiều cao tầm 40.
cây hình bầu rất là hay. Hôm nay cây giá cao nhất là 4.2 bao ship, một mức giá rất là mềm, anh em dễ sưu tầm hàng độc lạ. Cây tiếp theo là cây mã số 17, giá giao lưu là 4.2 bao ship, cây cốt rất là khủng, cây có chiều cao tầm 45. Anh em chơi hàng phôi, chơi cây bạch mai rừng thì không sợ chết, bởi vì cây sức sống rất mạnh và nhanh đâm chồi. Cây tiếp theo là cây mã số 18. Cây mã số 18 một cây hầm hố. Cây có chiều cao tầm gần 30. Giá giao lưu là 380 bao ship. Những phần lõm này anh em có thể tận dụng phối tiểu cảnh, ghép đá ghép tiểu cảnh sẽ rất là độc đáo. Cây tiếp theo là cây mã số 19. Cây mã số 19 giá giao lưu là 390 bao ship. Cây chốc cành đóng khá dày, cây có chiều cao gần 40, khá ok. Cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay là cây mã số 20, giá giao lưu là 400 bao ship, chốc cành rất là nhiều. Hôm nay tổng cộng có 20 phôi, cây có chiều cao 40. Cây mã số 20 là cây kết thúc clip ngày hôm nay. Anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình để chốt, và nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em đã xem video. Chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào video tiếp theo.